Ok, chào Thế Hưng nhé. Ok, chào tất cả các bạn nhé. Một ngày thứ bảy bận rộn đã bắt đầu đúng không? Các bạn. Lập. Đúng rồi, Thế Hưng đúng giờ luôn nhỉ. Nào, vào đi học các bạn ơi. Chuẩn bị học nào. Được chưa? Đến giờ học rồi. Ok, chào Đăng Khoa nhá. Các bạn đâu hết rồi nhỉ? Ồ. Nào. Học on từ chiều à? Học căng thế nhỉ, Hưng nhỉ? Học từ chiều luôn. Đến giờ là đi nghỉ thôi, đến giờ đi nghỉ thôi. Ok. Nào, các bạn đâu hết rồi nhỉ? 9:05 chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Hôm nay vào muộn 2 phút, hôm nay anh vào muộn 1 phút nhá. Ok, hôm nay thì anh cũng có một số cái muốn chia sẻ với các bạn. Đấy. Ra thì cũng là anh cũng muốn là bây giờ là các bạn sẽ gọi anh là thầy nhá, được chưa? Không gọi là anh nữa, được chưa nhỉ? Đấy, đấy là một số cái anh muốn chia sẻ với các bạn sau ngày hôm nay, được chưa nhỉ? Sau hôm nay các bạn cứ gọi anh là anh được, cho quen nhé. Nhưng mà từ buổi sau anh cũng mong muốn là các bạn sẽ gọi anh là thầy nhé, được chưa? Nghe nó sẽ oanh hơn chứ, đúng không? Sẽ nó nghe nó sẽ oanh hơn nhé. Ok, chào tất cả các bạn nhé. Chào Hiếu Trần nhé, chào Ngân, chào Khả Duyên, chào Linh Linh. Được chưa? Bắt đầu chết được chưa nhỉ? Các bạn muốn học chưa? Ok, được rồi. Nhớ nhé. Ok. Các bạn muốn học chưa nhỉ? Nếu mà muốn bắt đầu học rồi thì các bạn comment số 1 nhé. Được chưa? Comment số 1, chúng ta sẽ bắt đầu luôn buổi ngày hôm nay nhá. Được chưa? Nào. Các bạn đâu hết rồi nhỉ? Cho xin cánh tay số 1 của các bạn nào. Ok. Hôm nay nhá, các bạn phải tích cực comment lên đúng không? Hãy tích cực comment lên, không ngại cái gì đâu. Được chưa nhỉ? Buổi học ngày hôm nay nó sẽ khó hơn buổi học ngày hôm trước, nhưng mà yên tâm, như nhau cả thôi đúng không? Anh sẽ dạy cho các bạn như nhau cả thôi nhá. Không phải sợ, được chưa? Ok, khá nhiều số 1 đã có rồi đúng không? Đấy, nào bắt đầu nhá. Được chưa? Bắt đầu chưa nhỉ? Rồi, ok, chiến luôn này. Không để các bạn chờ lâu nữa, chiến luôn nhá. Từ từ. Đây rồi. Nào. Các bạn như cái buổi trước chúng ta học ấy thì các bạn cũng biết rồi, sẽ nhắc lại một chút nhé. Đây mình có con lắc lò xo nằm ngang, nó nằm ngang thì nó sẽ nằm như này đúng không? Treo một mặt có khối lượng m. Đấy, thì anh dạy các bạn là vẽ cái trục ở bên dưới rồi để cho nó dễ đúng không? Dễ không phải nhớ công thức mà mình dễ biết được các công thức, mình tự suy ra nó sẽ dao động đến cái vị trí này là vị trí dài nhất đúng không? Vị trí này là vị trí thấp nhất, lò xo ngắn nhất, được chưa nhỉ? Còn cái vị trí ở im này người ta gọi là vị trí tự nhiên. Đấy, trùng với vị trí cân bằng luôn, trùng với vị trí cân bằng ô. Đấy. Vị trí cân bằng thì người ta sẽ có ký hiệu là ô nhá, được chưa? Nhưng ở cái bài này nó sẽ khác đi một chút nhá. Nó sẽ khác đi một chút thôi, không có gì khác biệt cả. Bài con lắc lò xo thẳng đứng này, bây giờ anh sẽ phân tích cho các bạn nó sẽ khác nhau ở điểm gì nhá. Nào. Mình bây giờ không nằm ngang như này nữa, mà bây giờ các bạn treo nó thẳng đứng xuống, được chưa nhỉ? Treo nó thẳng đứng. Đấy, ví dụ đây là một lò xo có chiều dài tự nhiên là L0, được chưa? Nó có chiều dài tự nhiên, ký hiệu luôn, mình cứ đặt ký hiệu nó là L0. Đấy, khi mà mình treo một quả nặng, các bạn chắc chắn phải tưởng tượng ra được rồi đúng không? Con lắc lò xo nó sẽ giãn xuống một đoạn như này. Đấy, nó sẽ giãn xuống một đoạn. Đây, nó sẽ giãn xuống một đoạn từ đây đến đây đúng không?
cái đoạn đó mình đặt nó là delta L0, thấy chưa? Nó cũng chỉ là ký hiệu thôi, thấy chưa nhỉ? Đấy, nhưng mà người ta thống nhất với nhau rồi, người ta đặt là delta L0 nhá, thấy chưa nhỉ? Vậy thì nó khác nhau ở điểm gì? Đấy, lúc này này các bạn nhìn này, bây giờ anh sẽ dùng một cái trục. Cái trục này các bạn sẽ dùng xuyên suốt cái bài ngày hôm nay, được chưa nhỉ? Nên vẽ hình và vẽ trục ra để giải bài toán một cách tốt nhất nhá. Nên thôi, còn bạn nào mà tưởng tượng nhanh ấy thì không cần phải vẽ luôn, được chưa? Nào, mình gióng sang này. Đây sẽ là vị trí tự nhiên của con lắc, được chưa nhỉ? Vị trí tự nhiên của con lắc. Đấy, đây là vị trí tự nhiên nhá. Chiều, vị trí mà lò xo có chiều dài tự nhiên, được chưa nhỉ? Còn đây người ta gọi là vị trí cân bằng. Đấy, vị trí cân bằng. Ồ, lúc này thì vị trí cân bằng nó đã không trùng với vị trí tự nhiên rồi, đúng không? Đấy, nó đã cách nhau một đoạn là delta L0 rồi. Nó không giống với con lắc nằm ngang như này, vị trí cân bằng trùng với vị trí tự nhiên, đúng không? Đấy, bây giờ mình thực hiện kích thích dao động y như con lắc nằm ngang nhé. Bây giờ này, kéo, các bạn kéo xuống một đoạn là 10cm đi, rồi thả nhẹ, được chưa nhỉ? Kéo xuống một đoạn 10cm rồi thả nhẹ nhá. Thì lúc này có phải là kéo xuống này, bây giờ anh, ví dụ anh kéo con lắc lò xo đến cái vị trí này đi, được chưa? Từ đây đến đây là 10cm. Đấy, từ đây đến đây là 10cm. Lúc này và thả nhẹ thì các bạn cũng biết rồi, đây chính là vị trí biên dương, được chưa nhỉ? Ly độ, biên độ của nó bằng 10. Đấy, cộng 10, được chưa? Lúc này con lắc lò xo treo thẳng đứng nó sẽ dao động quanh vị trí cân bằng, lúc nào cũng phải quanh vị trí cân bằng nhé các bạn nhé. Đây, đây là dương 10, vậy thì nó sẽ dao động đến một vị trí là âm 10 nữa, được chưa? Đấy, nó sẽ dao động đến một vị trí là âm 10 ở đây, được chưa nhỉ? Đấy, nó dao động từ 10 đến âm 10 nhé. Đấy là những cái vị trí mà con lắc lò xo sẽ dao động, được chưa? Rồi, bây giờ này, các bạn để ý tiếp cho anh một điều. Ví dụ nhá, bây giờ mình sẽ tính được L max, đúng không? Nhìn vào cái hình này, mình sẽ tính được ngay chiều dài cực đại của lò xo là bao nhiêu, đúng không? Nào, đầu tiên L max nhá, L max trước đi. Nó sẽ bằng, đây các bạn nhìn này, có phải là đến tận đây không? Chiều dài max nó sẽ ở tận đây, đúng không? Có phải là L0 này cộng với delta L0 và cộng với biên độ, đúng không? Đấy, chiều dài max nó sẽ là L0 cộng với delta L0 và cộng với biên độ, được chưa? Đấy, còn chiều dài min thì sao? Chiều dài min thì nó là, nó giống, cũng giống với con lắc lò xo thôi, là L0 nhưng mà cộng thêm một cái là delta L0 nữa và cộng với, à, trừ đi biên độ. Đấy, nó giống nhau ở những điểm đấy, được chưa? Rồi, tương tự mình có cách tính biên độ này, mình có cách tính biên độ là A bằng, vẫn là L max trừ L min chia 2, được chưa? Đấy. Nào, tiếp này, bây giờ các bạn để ý cho anh một chút nhé. Ở trường hợp này này, các bạn nhìn, cái biên độ nó sẽ lớn hơn đoạn delta L0, đúng không? Cái biên độ nó sẽ lớn hơn delta L0, lúc này thì lò xo sẽ có giãn và nén. Giãn với nén như ở bài trước rồi, anh bảo các bạn là phải so với vị trí tự nhiên, đúng không? Tức là đây là vị trí tự nhiên này, từ cái khoảng này đến cái khoảng biên dương này, nó là cái khoảng lò xo giãn, được chưa? Còn từ cái khoảng này đến cái khoảng này, nó là lò xo nén. Đấy, đây là trong trường hợp là biên độ nhá, nó lớn hơn delta L0 nhá, được chưa? Các bạn nhìn thấy này, biên độ, ví dụ anh đã cho ví dụ là nó lớn hơn delta L0 rồi, delta L0 nó chỉ là một cái đoạn ngắn như này thôi, đúng không? Còn biên độ nó dài như này cơ, thì mình sẽ có cả giãn và cả nén, được chưa? Nhưng mà với trường hợp là A mà nó, à đâu, nhỏ hơn delta L0 thì sao? Đấy, bây giờ mình sẽ đến trường hợp thứ hai là A nhỏ hơn delta L0 nhá. Nào, bây giờ này, mình có một con lắc lò xo vật thế, đúng không? Đây, vẽ, đây là khi nó bị giãn ra. Đây, vẽ thêm cái trục nữa để nhìn cho dễ, được chưa? Đây là vị trí tự nhiên này, vị trí tự nhiên. Đây là vị trí cân bằng, vị trí cân bằng. Đấy, ô,
từ đây đến đây, anh ví dụ nó chỉ dao động một khoảng nhỏ hơn delta là không đúng không? Vậy thì nó sẽ dao động từ âm A nó sẽ ở đây này, còn dương A nó sẽ nằm ở đây. Đấy, lúc này con lắc này, cái con lắc này, cái quả nặng này nó chỉ dao động từ vị trí này này đến đây này, xong lại quay lại thôi, trừ A đến A. Được chưa nhỉ? Từ trừ A đến A. Vậy thì nó sẽ luôn luôn như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Nào, nó sẽ luôn luôn như thế nào? Đến đây các bạn có thể nói được cho anh không? Hả? Nào, đến đây nó luôn luôn như thế nào nhỉ? Nào, nó chỉ dao động từ trừ A đến A thôi đúng không? Đây là vị trí tự nhiên, nó chưa thể dao động đến cái vị trí tự nhiên này đúng không? Tức là nó luôn luôn giãn, nó luôn giãn. Được chưa? Với trường hợp là delta là không mà lớn hơn A thì mình sẽ có là lò xo luôn giãn. Được chưa? Lò xo luôn giãn. Đó. Rồi. Được chưa nhỉ các bạn nhỉ? Ok, rồi, Thúy Hiền luôn giãn đúng không? Đó. Rồi, Linh Linh. Ok. Đấy. Tốt lắm các bạn. Bắt đầu nhìn được hình rồi đúng không? Nào. Bây giờ ở cái bài này nó còn có thêm một cái công thức đặc biệt nữa các bạn ạ. Công thức đặc biệt tính omega. Nào, bây giờ này, khi ở vị trí cân bằng này nhá, được chưa nhỉ? Con lắc lò xo này nó sẽ có đây, khi ở vị trí cân bằng các bạn tổng hợp lực cho anh, được chưa? Tổng hợp lực cho anh thì P hướng xuống đúng không? Trọng lực hướng xuống. Còn ép đàn hồi hướng lên, được chưa nhỉ? Nó luôn ép lực đàn hồi, anh nói trước ở bài này nhá, lực đàn hồi giới thiệu thôi, được chưa nhỉ? Nó sẽ luôn hướng về vị trí tự nhiên nhá. Đấy, thế nên là cái này mình sẽ có cân bằng, khi mà con lắc cân bằng ở đây mình sẽ có là P bằng MG. Được chưa? Từ đây và ép đàn hồi này, ép đàn hồi thì lại bằng K delta L. Đấy, K delta L không. Từ đây mình sẽ có là khi mà cân bằng thì hai lực này nó triệt tiêu cho nhau, mình sẽ có là P bằng với F đàn hồi. Được chưa? Từ đây và suy ra là MG bằng K delta L không. Đấy, MG bằng K delta L không này. Mình có công thức tính của con lắc lò xo là omega bằng căn K trên M đúng không? Ở bài trước mình có một công thức là omega bằng căn K trên M. Bây giờ các bạn lại thay vào cho anh này. Từ đây này, suy ra là K trên M nó sẽ bằng G trên delta là không. Đúng không? G trên delta là không. Cái này là anh muốn nói thêm cho các bạn thôi, chứ thực ra các bạn chỉ cần nhớ thôi nhá. Từ đây mình sẽ suy ra công thức tính omega mới của con lắc treo thẳng đứng nhá. Là omega cũng bằng G trên delta là không. Được chưa? Đấy. Mình sẽ có thêm một công thức mới trong bài này, đó là công thức này. Được chưa nhỉ các bạn nhỉ? Đấy. Đây là cái công thức mới duy nhất trong buổi ngày hôm nay thôi. Từ đây các bạn sẽ suy ra được chu kỳ cũng là 2pi trên omega. Đấy. Và bằng gì ấy nhỉ? 2pi nhân với căn của delta L0 trên G. Được chưa nhỉ? Đấy, công thức tính chu kỳ. Tương tự mình có công thức tính tần số vẫn là bằng 2pi omega chia 2pi đúng không? Omega chia 2pi và bằng 1 phần 2pi nhân với căn của G trên delta là không. Đấy, các bạn nhớ duy nhất một công thức này cho anh nhá. Được chưa nhỉ? Chỉ cần nhớ duy nhất một công thức này cho anh thôi. Cái gì rẻ? Ồ, nó bị rẻ hả Đăng Khoa? Có bị rẻ không nhỉ các bạn nhỉ? Ồ, bị rẻ. Đấy, anh đã tổng hợp cho các bạn ở đây rồi. Các bạn chỉ cần nhìn vào thôi, được chưa nhỉ? Dễ lộn đúng không? Ừ, nhưng mà phải nhớ thôi, nó là những cái công thức mà mình phải nhớ thôi, đúng không? Được chưa? Được chưa nhỉ? Đây, anh tổng hợp hết cho các bạn này. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài tập rèn luyện nhá. Món ăn chính của ngày hôm nay, đúng không? Lý thuyết nói thế thôi. Bây giờ mình sẽ đến phần món ăn chính của ngày hôm nay. Được chưa? Nào, bắt đầu nhá.
Nào, câu số 1 nào. Các bạn liệu có quên luôn không? Đó. Câu số 1 nào. Liệu các bạn có quên luôn câu này không? Nào, đâu hết rồi nhỉ? Câu số 1 đáp án gì nhỉ các bạn nhỉ? Từ từ. Rồi, ok, đã có rồi. Trung hậu 1C hiếu trần 1C đúng không? Công thức omega bằng căn của g trên delta l đúng không? Đấy, công thức phải nhớ luôn rồi. Đấy, được chưa? Nào, câu số 2 nào. Câu số 2. Tại nơi gia tốc trọng trường đúng không? Vẫn là con lắc lò xo treo tỏa đứng, nhưng mà nó hỏi là chu kỳ cơ, đúng không? Chu kỳ bằng gì? Chu kỳ bằng 2pi chia omega và bằng 2pi nhân với căn của delta l trên g. Đúng không? Câu số 2 đáp án B. Được chưa? Nào, câu số 3, những câu này sẽ đi nhanh thôi, đúng không? Những câu này phải đi thật nhanh nhá. Nào, câu số 3 này. Vẫn còn lắc lò xo. Nó hỏi tần số đúng không? Tần số thì sẽ là omega chia 2pi, đó chính là 1/2pi nhân với căn của g trên delta l. Được chưa? Rồi, ok. Đấy. Trung hậu 3B. Đấy. Tiếp nhá. Nào, câu số 4. Bắt đầu đến những cái câu tính toán đúng không? Bắt đầu đến những câu tính toán rồi. Đấy chưa? Nào, câu số 4 nào. Tính được nhanh không? Câu số 4 đáp án gì đây? Nào, đọc nhá. Tại nơi có g bằng gia tốc trọng trường đúng không? À, từ từ, anh quên không lưu ý các bạn công thức này. Đây, mình có công thức omega bằng căn của g trên delta l đúng không? Cái delta là không này các bạn phải đổi về mét cho anh. Được chưa nhỉ? Phải đổi về mét cho anh. Được chưa? Đấy, đơn vị chuẩn nó phải là mét nhá. Các bạn nếu mà để cm sẽ là sai hết. Được chưa nhỉ? Đấy, bây giờ mình sẽ tính câu số 4 nào. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng này. Độ giãn ở vị trí cân bằng đúng không? Độ giãn ở vị trí cân bằng chính là delta L0 bằng 0,098 mét. Được chưa? Từ đây mình sẽ thay vào đây nhá, để tính tần số góc. Được chưa? Nào, câu này thôi, ấn máy cho các bạn nhá. 9,8 chia cho 0,098 bằng 10 radian trên giây. Được chưa nhỉ? Đấy, câu số 4 đáp án B. Được chưa? Rồi, ok. Ồ, Đăng Khoa 4 à? Đăng Khoa sao thế? Thế Hưng sao thế? Ồ, ồ, biết ngay mà. Thế Hưng 4A này, Trung Hậu 4A này, Đăng Khoa 4A này, sai hết. Được chưa? Sai hết. Quên không lưu ý cái các bạn sai hết đúng không? Nhớ đấy, đơn vị của nó phải đổi ra mét mới là đơn vị chuẩn. Được chưa nhỉ? Đấy, lưu ý chỗ đấy nhá. Nào, câu số 5. Câu số 5. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kỳ là 0,4 giây. Khi ở vị trí cân bằng, lò xo dài 44 cm, đúng không? Ở vị trí cân bằng thì chiều dài của lò xo là gì nhỉ? L bằng L0 cộng với delta L0, đúng không? Chiều dài tự nhiên tức là nó đang hỏi là L0. Được chưa? Đấy, 44 này bằng L0 này cộng với delta L0. Bây giờ mình chưa biết delta L0 đúng không? Từ cái chu kỳ này mình sẽ tính được delta L0. Chu kỳ thì bằng 2pi nhân với căn của delta L0 trên g. Được chưa? Từ đây các bạn sẽ tính ra được delta L0 nhá. 0,4 này bằng à 0,2 này nhân với từ từ. À 2pi các bạn ạ. 2pi nhân với căn của delta L0 các bạn đặt là x trên g, g là pi bình đúng không? Đấy, pi bình ship sâu bằng. Nào, xem delta là 0, 0,04 ở đây đơn vị nó chính là mét đúng không? Đấy, đổi ra cm cho cùng nó là 4 cm. Từ đây các bạn sẽ suy ra L0 bằng 40 cm. Được chưa nhỉ? Đấy, được chưa? Câu này thì chưa cần vẽ hình nhá, câu này cứ tính bình thường thôi. Được chưa? Đấy, tí nữa đến câu khó các bạn sẽ thấy được sự lợi hại của vẽ hình ra nhá. Phải vẽ hình ra làm những câu khó nó mới ngon được. Được chưa? Nào, câu số 5. À, câu số 5 đáp án là gì nhỉ? Đáp án là B đúng không? Rồi, Thế Hưng 5B, Dương Dương 5B.
Khả Duyên 5B, Nguyễn Trân 5B. Ồ, câu này không có bạn nào sai đúng không? Đấy, ok ok. Rồi, ổn. Câu số 6. Nào, câu số 6. Mình làm thế nào đây? Chiều dài tự nhiên là 50 cm, đúng không? Mình có là 0 bằng 50. Đấy, ngay cái đầu tiên người ta đã cho rồi. Tác dụng cho con lắc dao động điều hòa với chu kỳ là 1, T bằng 1. Từ T ở bài con lắc này các bạn phải tính được luôn cho anh là delta L0 bằng bao nhiêu đã. Được chưa? Phải tính được cho anh delta là 0 bằng bao nhiêu. Nào, 1 thay 1 vào nhá. Thay 1 ship sâu vậy. Được chưa? Ship sâu bằng, nào, đáp án là bao nhiêu đây? 0,25m, đúng không? 0,25m, vậy tức là nó là 25cm đấy. Mình đổi ra cm cho cùng nhau hết. Được chưa? Biên độ là 10. Rồi, A bằng 10. Được chưa? Bây giờ nó hỏi là độ dài của con lắc khi ở vị trí ly độ x bằng trừ 4 là. Ồ, mình có công thức tính chiều dài là gì nhỉ? L bằng L0 này cộng với delta L0 này và cộng với ly độ x, đúng không? Nó khác với con lắc lò xo nằm ngang, nó có cộng thêm cái delta là không này nữa thôi. Được chưa nhỉ? Đấy, được chưa? Rồi, vậy thì câu này là đáp án gì đây? Lấy 50 này cộng với 25, 75 này, x là trừ 4, đúng không? Nó là 71 cm. Được chưa? Câu số 6 đáp án C. Đấy, được chưa nhỉ? Được chưa? Rồi, Đăng Khoa 6C đúng không? Rồi, Diễm Quỳnh 6C. Tiếp nhá. Ồ rồi, xong mặt đầu rồi. Nào, câu số 7. Ồ, câu số 7. Treo vật nặng mờ. Từ. Chiều dài tự nhiên là 50, đúng không? Tác dụng cho con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng với T bằng 1 giây, chu kỳ bằng 1 giây, biên độ bằng 10. Đấy, bây giờ nó hỏi là độ dài của con lắc lò xo khi ở biên âm là bao nhiêu, đúng không? Đấy, nào, bây giờ từ các bạn chờ tí. Bây giờ là biên âm thì nó là gió quá các bạn. Nào, tiếp nhá. Lỗi game một tí. Nào, câu số 7. Nào, chiều dài tự nhiên là 50 này, chu kỳ là 1 giây thì các bạn suy ra là delta là 0 bằng 25 đúng không? Vừa tính ở câu vừa nãy rồi. Biên độ là 10. Bây giờ nó hỏi độ dài con lắc lò xo khi ở biên âm thì nó là L0 này cộng với delta là 0. Ở biên âm thì nó là trừ 10 đúng không? Cộng với biên âm thôi. Đấy. Được chưa? Thay vào là 75 này cộng với 25 là 50 này cộng với 25 là 75 này. Trừ đi 10 đúng không? Nó là 65 cm. Được chưa? Đấy, khi ở biên âm thì nó có chiều dài là 65 cm. Được chưa nhỉ? Đấy. Câu số 7 là bạn B. Có bạn nào 7C hay 7A không? Câu này mà sai thì coi nhá. Được chưa? Không được sai. Câu đơn vị vừa nãy thì có thể các bạn bị nhầm được, nhưng mà câu này không thể nhầm được, đúng không? Đấy, những câu này không được phép sai nhá. Nào, rồi ok, câu số 8. Có bạn nào bị lừa không? Câu số 8 xem có ông nào hay bà nào bị lừa không nhỉ? Nào. Câu số 8. Nào, comment đi. Các bạn comment câu số 8 nào. Xem có bạn nào bị sai ngu câu này không? Nào, đâu hết rồi nhỉ? Rồi, đấy, 8A, full A đúng không? Rồi, các bạn vẫn rất là tỉnh, đúng chưa nhỉ? Dành một điểm 10 cho các bạn. Nào, bây giờ này, biên độ là 5 thì chu kỳ là 0,25 giây. Bây giờ nó hỏi là biên độ là 10 thì chu kỳ là bây giờ là bao nhiêu đúng không? Chu kỳ nó không hề phụ thuộc vào biên độ, nó có công thức là 2pi nhân với căn của delta L0 trên G. Được chưa? Đấy, nó không hề phụ thuộc vào biên độ. Thế nên chu kỳ vẫn thế. Được chưa? Chu kỳ vẫn là 0,25 giây. Được chưa? Rồi, Dương Dương, Lê Lữ, Thế Hưng, Hương Ly đúng không? Tất cả đều đúng hết, không có nào sai câu này. Đấy, được chưa?
Rồi, câu số 9. Câu số 9 à? Câu số 9 thì quen thuộc rồi, đúng không? Câu số 9 rất rất quen thuộc rồi. Nó cho chiều dài cực đại và cho chiều dài cực tiểu thì mình sẽ tính được ngay biên độ, đúng không? Đó là A bằng L max trừ L min, đúng không? L max trừ L min chia 2. Được chưa? Đấy. Vậy thì câu này là 50 trừ 30 chia 2 là 10 cm. Đấy, được chưa? Câu số 9 khoanh đáp án A. Được chưa nhỉ? Rồi, ok. Câu này cũng không có ông bà nào sai này. Đấy. Khá là tốt, được chưa? Vẫn là những câu bình thường thôi, đúng không? Sai nữa thì mới là không ổn. Đúng là bình thường thôi. Được chưa nhỉ? Những câu này đúng là bình thường thôi nhá. Nào, câu số 10. Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng là 5. Mình có delta là 0 bằng 5. Được chưa? Bằng 5 cm. Đấy. Trong quá trình dao động, chiều dài cực đại là 60, chiều dài cực tiểu là 40. Bây giờ nó hỏi chiều dài tự nhiên của lò xo, đúng không? Từ nó cho chiều dài cực đại và cho chiều dài cực tiểu thì chắc chắn mình phải tính được ngay là biên độ đã. Bằng 60 trừ 40 chia 2 là 10 cm. Được chưa? Nào, bây giờ mình tính theo chiều dài cực đại đi. Chiều dài cực đại nó có công thức là gì nhỉ? Nào, cái này các bạn có thể tự suy ra được nhá, không cần nhớ công thức. Mình có là L này, max này bằng chiều dài tự nhiên này cộng với chiều dài khi giãn này cộng với biên dương, đúng không? Và bằng 60. Từ đây các bạn sẽ suy ra được chiều dài tự nhiên bằng, nào, 60 trừ 10 là 50, 50 trừ 5 bằng 45 cm. Được chưa? Đấy, câu số 9 là đáp án là bản A. Được chưa nhỉ? Câu số 9 đáp án A, đúng không? Rồi. Đấy. À đâu, câu số 10 đáp án A, đúng không? 9A rồi, 10 cũng A. Được chưa? Full A. 3 câu A rồi, đúng không? Nào. Ồ, câu này cũng không có ai sai. Đó. Đó. Rồi, tiếp nhá. Nào, câu số 11. Câu số 11. Nào, độ giãn lò xo ở vị trí cân bằng là 20, đúng không? Từ vị trí cân bằng, câu này bắt đầu lừa. Xem có bạn nào bị lừa câu này không. Nào, câu 11 đáp án gì đây? Các bạn cứ tự tin mà comment đáp án của mình nhá. Đừng sợ sai, đúng không? Đừng thấy các bạn chọn C mà mình chọn C, được chưa? Hãy theo ý mình, được chưa? Đừng thấy các bạn chọn C mà mình chọn C. Hãy cứ comment thôi, đúng không? Hãy có lập chính kiến riêng của mình, được chưa? Nào. Bây giờ câu này làm như thế nào đây? Nào, câu số 11. Một con lắc lò xo đang thẳng đứng, đúng không? Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng là 20 cm. Đây, bây giờ mình sẽ cần phải vẽ hình này. Đỡ bị lẫn thì nên vẽ hình ra, được chưa? Đây, mình có cái lò xo ban đầu ở đây. Được chưa? Bây giờ khi giãn, nó giãn thêm một đoạn là 20 cm nữa, có đúng không? Đấy, bây giờ dùng cái trục này đi. Dùng cái trục này đi cho dễ. Nào, đây là vị trí tự nhiên. Bây giờ vị trí tự nhiên. Đây là vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng ô. Nó bảo khi ở vị trí cân bằng thì lò xo giãn 20, đúng không? Tức là cái đoạn này là cái đoạn 20. Từ đây đến đây là 20 này. Được chưa? Đấy, lúc này nó đang giãn 20. Bây giờ này, các bạn lại nó bảo là đưa vật đến vị trí lò xo giãn 25 cm rồi buông nhẹ, đúng không? Nào, liệu các bạn có kéo thêm một đoạn 25 cm nữa không? Có phải là các bạn lại kéo thêm một phát đến đây là biên dương 25 cm và đây là âm 25. Liệu thế có đúng không? Lúc này biên độ là 25, đúng không? Đấy, khoanh luôn đáp án A. Có phải không nhỉ? Sai rồi, đúng không? Nếu thế là sai rồi. Nó bảo là giãn 25, đúng không? Giãn thì các bạn phải so với vị trí tự nhiên nhá. Đây chính là cái vị trí giãn 25, được chưa? Thêm 5 cm nữa nó giãn là 25. Đấy, lúc này mình buông nhẹ, được chưa nhỉ? Nó sẽ dao động quanh cái vị trí cân bằng. Nó sẽ dao động quanh vị trí ô này với biên độ là 5 thôi, được chưa nhỉ? Vì đây là biên dương. Đấy,
biên dương và đây sẽ là biên âm nhá. Lúc này thì biên dương nó chỉ là 5 thôi, được chưa? Đấy, nó khác bọt ở đây đấy, cẩn thận nhá. Nhớ những cái bài này phải đọc kỹ, được chưa? Nó là 5 cm nhá. Câu số 11 đáp án C, được chưa? Đấy, nào câu số 12. À, xem nào, xem có bạn nào sai câu này không. Ồ, Thế Hưng 11B à? Sao cho Thế Hưng lại 11B này? Đáp án chỉ có thể là 25 hoặc 5 thôi mà. Ồ, không sao, không sao, không sao. Nào, câu số 12. Hay là Thế Hưng common chôn nhỉ? Khả năng là chôn rồi, ông này lại chôn nó. Nào, câu số 12. Nào, một con lắc treo thẳng đứng, đúng không? Bây giờ là từ vị trí cân bằng, nào, đưa vật đến vị trí cho lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ. Thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T vào 1 giây. Nào, câu này đâu hết rồi. Đấy, nào, bây giờ cho chu kỳ nhá. Mình phải tính được luôn là delta là 0 đã, đúng không? Delta là 0 sẽ bằng 25 cm, đúng không? Đấy, câu này các bạn làm quen rồi. Với chu kỳ bằng 1 thì delta là 0 bằng 25 cm, có đúng không? Đấy chưa? Đến đây không viết cả công thức ra nhá các bạn. Nào, bây giờ tiếp này. Bây giờ vẽ cái hình ra, được chưa này? Đấy, khó tưởng tượng thì vẽ cái hình ra cho anh. Hôm nay xưng anh thôi nhá, buổi sau xưng thầy nhá. Buổi sau xưng thầy cho quen, được chưa? Nào, đây là vị trí O này. Đây là vị trí tự nhiên, được chưa? Vị trí tự nhiên. Đấy, đây là vị trí cân bằng, đúng không? Vị trí cân bằng, được chưa? Bây giờ nó bảo là gì? Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén 10 cm, có đúng không? Đưa đến vị trí lò xo bị nén, nén hay giãn phải so với vị trí tự nhiên, có đúng không? Tức là các bạn phải đưa nó đến cái đoạn này, đó là rồi thả nhẹ đến đây chính là biên âm, và đoạn này nó chính là 10 cm, được chưa? Đấy, và cái đoạn này mình có là 25 rồi, đúng không? Vậy thì lúc này mình sẽ có biên độ là 10 cộng 25, đúng không? 10 cộng 25, ấy nó là A bằng 35 cm, được chưa? Cái cách kích thích dao động này các bạn xem, bạn nào mà quên nhá, xem lại cái buổi con lắc lò xo, được chưa nhỉ? Đấy, đưa vật đến một vị trí nào đó rồi thả nhẹ thì đấy chính là biên độ luôn, được chưa nhỉ? Anh lại chứng minh ở cái bài kích thích dao động rồi nhá. À, đấy chưa, ở bài con lắc nó so nằm ngang ấy. Đấy, vậy thì câu 12 là đáp án gì nhỉ? Đáp án D, đúng không? Câu số 12 đáp án D. Ồ, ok. Đấy, Diệm Quỳnh 12D này, Trung Hậu 12D. Ồ, rồi, Đăng Khoa 12D, Hiếu Trần 12D. À, tốt. Tiếp nhá, các bạn không bị nhầm đúng không? Không bạn nào bị nhầm câu này nhá. Câu số 13. Ồ, câu số 13 này. Nào, bắt đầu đến những câu nó phải tính tính hơn một chút rồi, đúng không? Bắt đầu phải tính tính hơn một chút rồi. Đấy. Nào, một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30 cm này. Đấy, treo thẳng đứng, đúng không? Tại vị trí cân bằng lò xo giãn là 10 cm, được chưa? Tức là mình có delta L0 bằng 10 cm. L0 thì bằng 30 cm, đúng không? L0 bằng 30 cm này. Kích thích cho quả cầu dao động với phương trình. Đây là phương trình, đúng không? Tức là nó cho biên độ bằng 10. Đấy. Bây giờ với phương trình thì mình phải dùng gì nhỉ? Mình sẽ dùng vòng tròn lượng giác, được chưa nhỉ? Để biết này, nó hỏi là chiều dài lò xo khi quả cầu dao động nửa chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động là bao nhiêu, đúng không? Tức là các bạn phải biết được ly độ của nó sau khi dao động nửa chu kỳ nhá. Sau khi dao động nửa chu kỳ, vậy thì anh sẽ, nào, bây giờ anh sẽ vẽ ra cái vòng tròn lượng giác, đúng không? Đấy, vẽ vòng tròn lượng giác ra. Nào, mình có phương trình của nó đây. Nó hỏi là chiều dài lò xo ở nửa chu kỳ, đúng không? Mình có chiều dài lò xo ở thời điểm bất kỳ là L này bằng L0 này cộng với delta L0 và cộng với ly độ x, đúng không? Tức là bây giờ mình phải tìm được cái ly độ của nó đã, được chưa? Bây giờ mình có biên độ là 10. Đấy, 10 này. Pha ban đầu nó là pi trên 3. Pi trên 3. Đây, pi trên 3 nó trên này là góc 60 độ, đúng không? Góc 60 độ. Đấy, pi là 180 độ, được chưa?
Vậy thì sau nửa chu kỳ nó là 180 độ, tức là mình phải quay cái vector theo hướng này 180 độ nữa, đúng không? Nó đến cái vị trí này. Đấy, và lúc này mình cũng có góc này là 60 độ này. Các bạn thấy nó đối xứng không? Góc này cũng 60 độ, vậy thì ly độ của nó lúc này là âm 5. Được chưa? Đấy, ly độ của nó lúc này là âm 5. Vậy thì mình sẽ thay vào đây để tính chiều dài của con lắc. Được chưa? Nào, 30 cộng 10 và cộng với âm 5. Được chưa? Và bằng 35 cm. Được chưa? Đấy, 35 cm nhá. Được chưa nhỉ các bạn nhỉ? Câu này có gì không? Câu này xem ạ. Ồ, ok, cũng không bạn nào sai. Ồ, không có bạn nào sai nhỉ? Ồ, hay không các bạn? Phải comment có 37 bạn mà sao chỉ có mấy bạn comment thế này, đúng không? Phải comment nhiều lên để anh đọc được hết chứ, anh mới biết bạn nào sai anh còn sửa cho chứ, đúng không? Đây. Được chưa? Câu số 13 đáp án C nhá. Rồi. Câu số 14. Nào. Thì bây giờ nó hỏi đến thời gian lò xo giãn nén cơ, nén với giãn cơ, thì câu này chắc chắn nó sẽ khác với gì nhỉ? Khác với con lắc lò xo nằm ngang, đúng không? Đấy, bây giờ anh sẽ nói lại này. Con lắc lò xo nằm ngang. Đây. Ví dụ nhá, vòng tròn của con lắc lò xo nằm ngang trước đi. Thì mình sẽ có là gì nhỉ? Từ khoảng 0 đến biên âm nó sẽ là giãn. Ủa, đúng không? Đấy, còn từ khoảng 0 đến biên dương, à nó đây là nén mới đúng, nén nhá. Từ 0 đến biên dương nó sẽ là giãn. Có đúng không? Nhưng mà với con lắc lò xo treo thẳng đứng nó sẽ khác đi một chút. Được chưa nhỉ? Với cái trường hợp mà nãy anh bảo rồi, delta là 0 mà lớn hơn a ấy, thì mình sẽ có là lò xo luôn giãn, đúng không? Lò xo sẽ luôn giãn. Được chưa? Nhưng mà đi thi nó sẽ không bao giờ cho trường hợp là delta là 0 lớn hơn a. Được chưa? Nó sẽ cho trường hợp là a lớn hơn delta là 0. Để các bạn tìm được thời gian lò xo nén giãn. Được chưa? Đấy, lúc này thì mình sẽ làm như thế nào? Nào, bây giờ mình sẽ xử lý câu này nhá. Xử lý câu này. Nào, bây giờ này nó có phương trình là 8 cốt 5 pi t, đúng không? Mình đã tính được luôn là omega. Đấy, omega bằng 5 pi. Được chưa? Omega bằng 5 pi. Từ đây các bạn tính được là delta L0 bằng nào 5 pi, đúng không? Căn g, g trên delta L, đúng không? Bằng omega bằng căn này của g trên delta L, g là pi bình này. Delta L0 chưa biết, ship sâu nhá. Bằng đâu rồi? 0,04 m, đúng không? Tức là delta L0 bằng 4 cm. Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn nhìn thấy đã, biên độ a nó đã lớn hơn delta L0 rồi, có đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ anh vẽ lại cái hình cho các bạn này. Ban đầu nó có lò xo như này. Được chưa? Lúc sau nó giãn ở cái vị trí đây, vị trí này nó chính là giãn một đoạn delta L0, đúng không? Delta L0. Được chưa? Các bạn vẽ cho anh một cái trục ra. Đấy, vẽ cho anh một cái trục ra cho dễ nhá. Đây là vị trí cân bằng là O này, vị trí cân bằng O. Được chưa? Vị trí tự nhiên. Đấy, đây là vị trí tự nhiên. Mình có delta là 0 bằng 4, đúng không? Bên đây là chiều dương. Đây ở dưới này nó là biên độ là 8 này. Được chưa? Vậy thì âm 8 nó sẽ ở đây, âm 8 nó sẽ ở đây. Đấy, bây giờ với cái hình như này nó hỏi là thời gian lò xo giãn nén như nào. Bây giờ các bạn xác định cho anh trước cái vị trí tự nhiên này nó sẽ có ly độ là mấy đã. Được chưa nhỉ? Khi mà ở vị trí tự nhiên này nó sẽ có ly độ là mấy? Đây là 0, đúng không? Cái vị trí tự nhiên này nó nằm ở phần âm, vậy nên nó sẽ là âm 4, đúng không? Bởi vì mình có khoảng cách giữa vị trí tự nhiên và vị trí cân bằng là 4. Được chưa? Đấy, thế nên mình sẽ có vị trí tự nhiên là âm 4 này. Bây giờ mình sẽ biểu diễn nó trên vòng tròn lượng giác nhé các bạn nhé. Đây, mình sẽ biểu diễn nó trên vòng tròn lượng giác như này. Được chưa? Đấy. Đây là vị trí biên dương. Đâu nhỉ? Đây. Đây là vị trí 8, đúng không? Đây là âm 8 này.
Đây là vị trí 0. Âm 4 thì nó nằm ở đây. Được chưa? Đấy, âm 4 nó nằm ở đây. Bây giờ anh hỏi, nó bảo là gì nhỉ? Tỷ số thời gian lò xo nén và dạn, đúng không? Bây giờ nhìn vào cái hình này, các bạn nói cho anh từ đâu đến đâu là dãn, từ đâu đến đâu là nén. Được. Từ đâu đến đâu là dãn, từ đâu đến đâu là nén. Nào, để cho các bạn comment xem ạ. Nào, từ đâu đến đâu là dãn và từ đâu đến đâu là nén. Được. Với cái hình này nhá. Đây, các bạn lại nhìn vào, đây là cái vị trí tự nhiên đúng không? Khi mà nó nén thì nó sẽ nằm ở phần dưới này, đúng không? Dưới vị trí tự nhiên thì nó sẽ là nén, được chưa? Tức là từ âm 8 đến 4 nó sẽ là nén. Có được chưa? Đúng chưa? Từ -4 đến 8 nó sẽ là giãn, được chưa? Nó sẽ là giãn. Và đây là nén. Nhá. Vậy thì mình biểu diễn trên vòng tròn lượng giác. Đây. Những cái thời điểm nó có ly độ mà -8 đến âm 4 thì nó là những cái góc quay từ đây, góc quay từ đây đến đây. Có đúng không? Đúng rồi, đúng không? Còn từ -4 đến 8 nó sẽ là góc quay này. Đây, từ đây đến đây và từ đây đến đây. Đấy, được chưa? Nào, bây giờ mình xác định góc quay thôi, đúng không? Nó hỏi trong một chu kỳ thì các bạn cần phải biết là trong một chu kỳ cái khoảng quay nó bị giãn và nén là bao nhiêu. Đây, mình có góc này là 60 độ. Được chưa? Góc này cũng 60 độ. Vậy thì cái góc quay mà để lò xo nó bị nén ấy, nó là tổng là 120 độ. Có đúng không? Tổng nó là 120 độ. Còn cái khoảng nó giãn đây, nó là góc quay nó như này. Được chưa? Nó tổng cộng là 240 độ. Được chưa? Đấy. Vậy từ đây mình sẽ suy ra là thời gian nén trên thời gian giãn nó bằng 120 chia cho 240. Được chưa? Và bằng 1/2. Được chưa? Rồi, câu này có hỏi gì không? Các bạn có hỏi gì về câu này không? Nào, cho các bạn 1 phút để hỏi về câu này. Được chưa? Nào, hỏi đi, mạnh dạn hỏi lên, được chưa nhỉ? Có gì không biết các bạn phải hỏi, hỏi hết lên. Được chưa? Đấy, không phải ngại gì nhá. Không được phép ngại, được chưa? Ngại là dốt nhá. Ngại là dấu dốt, được chưa? Rồi, ồ, không có bạn nào hỏi à? Thế thôi nhá. Chuyển qua câu khác nhá, được chưa? Câu số 14 đáp án A. Được chưa? Nào, câu số 15. Từ omega bằng 5pi, mình sẽ suy ra delta là 0, vẫn bằng 4cm thôi, đúng không? Delta là 0 bằng 4cm. Được chưa? Đấy, bây giờ nó lại hỏi tỷ số thời gian nén giãn thì mình sẽ dùng vòng tròn lượng giác thôi. Đấy, được chưa? Vòng tròn lượng giác, vòng tròn siêu đa năng, đúng không? Giải quyết rất nhiều bài toán. Các bạn thấy từ lúc học đến giờ hầu như toàn vòng tròn lượng giác, đúng không? Đấy. Nào, bây giờ biên độ bằng 4 căn 2, đúng không? 4 căn 2, bên này là âm 4 căn 2 này. Bây giờ nó hỏi là tỷ số thời gian nén giãn, đúng không? Bây giờ là delta là 0 bằng 4, vậy thì nó sẽ nằm ở bên này. Đây, âm 4. Góc này là bao nhiêu đây? Nào, bạn nào mà theo anh từ đầu thì không được phép quên cái góc này, được chưa? Tỷ lệ 1 trên căn 2 nó là góc 45 độ, có đúng không? Đấy, xác định nhanh nhá. Đến đây đừng có ấn máy tính nữa, được chưa nhỉ? Đến đây phải nhầm luôn, 45 độ, đúng không? Vậy thì cái khoảng thời gian nén nó là 90 độ. Được chưa? T nén bằng 90 độ. Đấy, còn cái khoảng còn lại ở trên vòng tròn lượng giác từ góc này quay đến góc này nó là khoảng thời gian giãn, đúng không? T giãn nó bằng 270 độ. Đúng không? Được chưa? Đấy, cả vòng tròn các bạn coi nó là 360 độ ấy. Vậy thì trừ đi có phải khoảng này nó là 270 không? Vậy thì mình sẽ suy ra là T nén trên T giãn bằng nó hỏi cái gì nhỉ? Nó hỏi là nén giãn là tỷ số thời gian nén giãn, đúng không? Vậy tức là nén trên giãn là 1/3. Được chưa? Đấy, tỷ số thời gian nén trên tỷ số thời gian giãn là 1/3. Câu số 15 là đáp án B, được chưa? Rồi.
Rồi ok. Đăng Khoa 15B, Hiếu Trần 15B. Đó. Rồi, Dương Dương 15B, Thúy Hiền 15B. Đó, ok. Nào, câu số 16. Câu số 16. Khó hơn một chút, đúng không? Khó hơn một chút. Ấy. Nào. Đâu hết rồi, nhá. Câu số 16 nào các bạn ơi. Nào, comment nào. Chưa thấy. Rồi. Đăng Khoa 16C, đúng không? Diễm Quỳnh 16C. Ồ. Đã thấy có cái gì đó ở đấy, đúng không? Xem có phải C không? Thường thì sẽ không phải đâu. Thường thì sẽ không phải C đâu. Toàn rồi nhá. Ồ, các bạn comment C hết à? Ồ, nào, thử làm nhá. Thử làm nhá, xem có phải C không? Nào, chu kỳ là 0,4. Đúng không? Delta là 0 bằng 4 cm đâu ra ạ? Ốp. Ở câu nào nhỉ? Ở câu nào hả Nguyễn Lệ ơi? Nào. Bây giờ mình sẽ tính câu 16, chu kỳ bằng 0,4 đúng không? Chu kỳ bằng 0,4. Mình sẽ có là bằng 2 pi nhân với căn của delta L trên G, đúng không? Delta là 0 trên G. Được chưa? Đấy. Từ đây mình sẽ tính được delta là 0 bằng khoảng 4 cm. Đấy, nãy các bạn gặp rất là nhiều lần rồi, đúng không? Gặp chưa nhỉ? Thôi chưa gặp thì ấn nhé. Khả năng các bạn thôi cứ ấn thôi. Nào, 2 pi nhân với căn của delta là 0 trên g là pi bình, đúng không? Ship sâu. Đấy. Được chưa? 0,04 mét. Đúng chưa? Đấy, 0,04 mét. Vậy thì mình sẽ có delta là 0 bằng 4 cm. Vậy thì anh nghĩ chắc chắn 16C là sai rồi. Câu 15 á? Câu 15 nhá. Em có omega đây, omega bằng 5 pi, có đúng không? Có phải bằng căn của delta là 0 trên g không? Được chưa nhỉ? Đấy, vậy thì từ đây em sẽ có delta là 0 bằng 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 4 cm thôi. Được chưa nhỉ? Đấy, được chưa? Rồi. Câu 16 nhá, tiếp câu 16 nhá. Delta là 0 bằng 4 cm. Vậy thì anh đoán 16 sai hết rồi. Những bạn comment 16C là sai hết. Được chưa nhỉ? Vì nó không bao giờ cho nó xấu thế đâu. Nào, giải ra cho các bạn biết. Nào, thử giải nhá, xem có các bạn có làm đúng không. Các bạn toàn comment 16C thôi, đúng không? Nào, bây giờ này, giải này. Bây giờ nó gọi T1 là khoảng thời gian nén trong một chu kỳ đúng không? Có nén và giãn, tức là đầu tiên mình phải có là A lớn hơn delta là 0 cái đã. Được chưa? Nếu mà delta là 0 lớn hơn A thì chỉ có giãn thôi, đúng không? Đây là cái đầu tiên mình suy ra được từ cái này đã nhá. Chu kỳ bằng 0,4, delta là 0 bằng 0,4 cm này. Được chưa? Bây giờ tiếp này. Gọi T2 là khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí lò xo dài nhất đến vị trí lò xo không biến dạng. Nào, bây giờ anh sẽ dùng vòng tròn lượng giác để giải câu này nhá. Anh sẽ dùng vòng tròn lượng giác để giải câu này để các bạn biết các bạn sai ở đâu. Được chưa? Nào, đây là vị trí không, có đúng không? Vị trí cân bằng biên chưa biết, mình đặt là A. Được chưa? Ô biên dương chưa biết cũng đặt là A. Mình mới biết delta là 0 bằng 4 đã. Mình cứ điền là âm 4 ở đây đã, đúng không? Đấy, âm 4 ở đây. Được chưa? Nào, bây giờ tương tự nhá. Vậy thì khoảng thời gian lò xo giãn là gì nhỉ? Đây, cái khoảng nó bị nén là cái góc này, đúng không? Cả một cái góc to này, nó chính là khoảng thời gian nó bị nén. Có được chưa? Anh đặt mỗi cái góc nhỏ này nó là alpha. Đây, vậy thì đây cũng là alpha. Được chưa? Đấy, bây giờ tiếp này. Giải quyết xong dữ kiện thứ nhất, đúng không? Bây giờ mình sẽ giải quyết dữ kiện thứ hai. T2 là khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí lò xo dài nhất. Vị trí lò xo dài nhất là ở biên dương. Có đúng không? Tức là nó đang ở đây. Đến vị trí lò xo không biến dạng. Vị trí lò xo không biến dạng
chính là ở vị trí tự nhiên, có đúng không? Tức là nó ở cái vị trí delta là không này, được chưa? Nó chính là ở cái vị trí delta là không này, đây chính là cái vị trí âm 4 này, được chưa? Nào, vẽ lại hình cho các bạn dễ tưởng tượng nhé. Đây, vẽ một cái trục thôi, anh vẽ một cái trục thôi. Đây là vị trí O này, được chưa? Đây là vị trí là A này, đây là A này, âm A này. Đây là vị trí tự nhiên, đúng không? Vị trí tự nhiên ở đây, đây là vị trí cân bằng. Đấy, các bạn nhìn vị trí cân bằng nó cách vị trí tự nhiên một khoảng là delta là không, đúng không? Delta là không. Tức là mình gióng trên vòng tròn lượng giác đây, nó cũng cách một khoảng là delta là không. Vậy cái vị trí trừ 4 này này, nó chính là vị trí tự nhiên, được chưa nhỉ? Đấy, nào, khoảng thời gian ngắn nhất từ lò xo dài nhất đến vị trí tự nhiên, nó chính là góc này, có đúng không? Đấy, nó quay từ đây đến đây, nó chính là cái góc to này, được chưa? Được chưa? Nó cho hai cái khoảng thời gian đấy bằng nhau. Đùa? Đùa? Ơ, đùa gì nhỉ? Đang khoai nhỉ? Đang nói thật mà sao đùa? Từ từ. Đến vị trí lò xo không biến dạng. Đúng rồi, lò xo không biến dạng ở vị trí tự nhiên. Đùa gì? Vơ vẩn. Nào, tiếp nhá. Nó cho khoảng thời gian bằng nhau đúng không? Tức là mình sẽ có góc này bằng cả cái góc to này. Được chưa? Đấy. Đây chính là dữ kiện đầu bài cho để khai thác cái đó. Được chưa? Nào, bây giờ mình có góc này là 2 alpha, đúng không? Bằng cả góc to này thì mình tính như thế nào? Đây là góc alpha này. Vậy thì đây nó sẽ là 90 trừ alpha. Đúng không? 90 trừ alpha cộng thêm 90 độ góc này nữa. Đấy, cộng với 90 độ nữa. Được chưa? Vậy từ đây mình sẽ suy ra là góc alpha bằng 60 độ. Đúng chưa? Đấy. Alpha bằng 60 độ. Rồi, chào đậu đại học nhé. Alpha bằng 60 độ, đúng không? Được chưa? Vậy thì mình sẽ có góc alpha bằng 60 độ này. Từ đây mình sẽ tính được là cos alpha bằng gì? Cos alpha bằng kề trên huyền, đúng không? Là 4 trên 8, 4 trên A. Đấy, từ đây mình sẽ suy ra là, đây suy ra là A bằng 4 trên cos alpha. Được chưa? Và A bằng 8. Đấy, bạn nào comment 16 là sai hết. Được chưa? Comment 16 là sai hết. Đã bảo ôi, phải có chính kiến riêng đúng không? Đừng thấy các bạn comment C mà mình cũng phang C. Được chưa? Được chưa nhỉ? Ấy. Nào, vậy thì câu số 16 phải quanh đáp án B. Được chưa? Đấy, câu số 16 phải quanh đáp án B. Ok, chào Ngọc Hà nhé. Quỹ đạo á? Quỹ đạo á? À ừ nhỉ. Hóa ra là mình nhầm các bạn ạ. Hóa ra là anh nhầm. Rồi, câu này mình ngu, được chưa? Câu này anh nhận anh ngu. Nó hỏi quỹ đạo mình đi khoanh biên độ. Sorry các bạn khoanh 16C nhá. Sorry các bạn khoanh 16C, được chưa? Xin lỗi tất cả các bạn đã trách nhầm các bạn, được chưa nhỉ? Rồi, quỹ đạo là 16, câu này đi thi anh chắc chắn là mất 0,25 điểm nhá. Thôi được rồi. Nhận ngu, được chưa? Câu này nhận ngu. Không, nhưng mà anh có quyền sai, được chưa nhỉ? Còn các bạn không có quyền được sai nhá. Những câu này các bạn không có quyền được sai, chỉ có anh có quyền được sai thôi, được chưa? Vẫn là như ngày nào. Đến những câu cuối là bắt đầu lag ấy, được chưa? Nào, rồi. hơi lag một chút các bạn ạ. Hơi lag một chút nhá. Đấy, được chưa? Từ từ. Ok. Nào, câu số 17. Câu số 17. Từ từ. Nào, câu số 17. Đâu rồi? Đúng rồi, mất 0,25 thua 1.000 thí sinh ấy, được chưa? Chứ không phải thua 100 thí sinh đâu.
thua mất 1.000 thí sinh nhá. Nào, câu số 17. Câu số 17. Nào, một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa. Đây, nó có gờ rồi. Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất là 0,2 giây, đúng không? Đây, các bạn đọc tiếp câu này này. Trong một chu kỳ, tỷ số quãng đường con lắc đi được trong thời gian lò xo nén giãn là 1/3. Tức là nó có nén với giãn rồi, đúng không? Nó có nén và giãn. Thì mình phải suy ra được cái đầu tiên, đó là A lớn hơn delta là 0 đã. Được chưa? A phải lớn hơn delta là 0 đã. Được chưa? Rồi, nào, tiếp này. Vậy thì cái vị trí thấp nhất đây, mình sẽ biểu diễn trên trục này. Đây là vị trí biên dương. Đây là vị trí 0, đúng không? Đây là vị trí âm A này. A lớn hơn delta là 0, vậy thì delta là 0 nó sẽ nằm ở đâu đó? Ở đây, đúng không? Âm delta là 0. Tức là nó hỏi là từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất, tức là nó đang bảo từ biên dương đến biên âm, đúng không? Mất 0,2 giây, tức là mình mất T trên 2. Được chưa? Đấy, từ biên dương đến biên âm mất T trên 2. Từ đây suy ra là T bằng 0,4. Đấy, cứ T bằng 0,4 cái đã, đúng không? Nào, bây giờ T bằng 0,4 thì mình phải tính được luôn delta là 0 bằng 4 cm đã. Đấy, bây giờ mình đã sử dụng hết rồi. À, chưa sử dụng hết, đúng không? Chưa sử dụng hết. Mình còn câu số bao nhiêu nhỉ? À, mình còn một dự kiện là trong một chu kỳ, tỷ số quãng đường con lắc đi được trong thời gian lò xo nén và giãn là 1/3, đúng không? Bây giờ nó cho là tỷ số quãng đường cơ các bạn ạ. Đấy, nào, tỷ số quãng đường thì mình phải dùng vòng tròn lượng giác, đúng không, mới biết được nó đi quãng đường là bao nhiêu. Đấy, thấy chưa? Đấy, biên độ chưa biết, đúng không? Âm A này, đây là vị trí A, thấy chưa? Đấy, bên này 4, đúng không? Rồi, lấy bừa một vị trí 4 đi. Đây là vị trí 4. Được chưa? Nào, bây giờ này, tỷ số quãng đường nén giãn là 1/3, đúng không? Bây giờ mình phải tính được quãng đường trong khoảng thời gian nén đã. Được chưa? Nén là góc quay từ cái đây quay đến đây, có đúng không? Tương ứng với quãng đường của nó đi được là từ âm 4 đến âm A, rồi lại quay lại từ âm A đến âm 4, có đúng không? Tức là nó là hai lần cái quãng đường nhỏ này. Đấy, hai lần cái quãng nhỏ nhỏ này này. Được chưa? Đấy, khi mà mình quay, mình quay đúng không? Thì ở cái trục này nó sẽ đi từ âm 4 đến âm A này, xong rồi quay lại từ âm A đến âm 4. Được chưa? Quãng đường nhỏ nhỏ này nó chính là 2 nhân với A trừ 4. Đấy, để đây đã. Nào, bây giờ là quãng đường gì đây? Quãng đường giãn, đúng không? Quãng đường giãn thì nó là góc quay đây, góc quay từ đây, nó quay này đến đây, đúng không? Vector quay từ đây đến đấy. Tương ứng với quãng đường nó đi được là từ trừ 4 đến A và từ A quay lại âm 4. Được chưa? Nó là gì nhỉ? A cộng 4, đúng không? 2 nhân với A cộng 4. Nó là 2 lần cái quãng đường này bằng 1/3. Đấy. Và từ đây các bạn sẽ suy ra được A bằng. Nào, A bằng bao nhiêu đây? Alpha x trừ 4 này trên alpha x cộng 4, đúng không? Alpha bằng 1/3. Xíp xô 5. Xem đáp án nó bao nhiêu. Ồ, 8 cm, đúng không? A bằng 8 cm. Được chưa? Đấy, A bằng 8 cm cái đã. Có đáp án không nhỉ? Từ từ, đáp án nó hỏi gì nhỉ? Rồi, nó hỏi độ giãn cực đại của lò xo. Ok, câu này có ông nào khoanh C không? Có ông nào khoanh 8 cm không? Đó, xem nào. Ồ, rồi, không có ông nào khoanh 8 cm, đúng không? Rồi, tại sao nó lại là 12 này? Bởi vì các bạn cũng biết rồi, đây là vị trí cân bằng. Đây, các bạn nhìn vào hình này, đây là vị trí cân bằng. À, vị trí tự nhiên, đúng không? Nén hay giãn phải so với vị trí tự nhiên. Để nó giãn dài nhất, tức là nó đang ở biên dương, đúng không? Đấy, nó đang giãn
lớn nhất nó đang ở biên dương. Vậy thì nó phải giãn một đoạn là từ đây đi xuống dưới này. Được chưa? Và đoạn này nó chính là delta L0 cộng A. Được chưa? Và bằng 12 cm, đúng không? Đấy, 12 cm. Được chưa? Rồi. Câu 17 đáp án A. Ok, rồi. Đăng Khoa 17A, Lê Lữ 17A này, Trung Hậu 17A. Rồi, ok, ok. Tiếp nhá. Tiếp câu số 18. Bây giờ câu số 18. Câu này nó hỏi là lực đàn hồi, đúng không? Câu này anh định dạy các bạn vào buổi liên quan lực đàn hồi và lực phục hồi cơ, là lực kéo về ấy. Nó là một chuyên đề riêng cơ, nhưng mà thôi hôm nay sẽ giới thiệu nhá. Được chưa? Hôm nay sẽ giới thiệu thôi. Được chưa? Đấy, mày giới thiệu các bạn về lực đàn hồi. Trước tiên, lực đàn hồi nãy anh có nói một lần rồi, nó công thức của nó là F bằng K delta L. Được chưa? K là độ cứng của lò xo nhá. Còn delta L nó là vị trí mà so với vị trí tự nhiên. Được chưa nhỉ? Nó là chẳng hạn là giãn 8 cm đi, được chưa? Thì delta L nó là 8 cm. Còn nén 8 cm thì delta L nó là 8 cm nhá. Trị tuyệt đối nhá. Đây các bạn, hãy cho trị tuyệt đối vào. Được chưa? Tức là bây giờ mình phải đi tính cả delta L và K. Đấy. Nào, câu 18. Từ từ xem nào. Bây giờ nè, giải quyết thế nào đây nhỉ? Từ từ. Đang đơ. Nào, đọc từ từ chứ. Chu kỳ là 1 giây, đúng không? Chu kỳ là 1 giây, câu này không khó đâu chứ các bạn nhá. Thấy chưa? Không phải sợ. T bằng 1. Các bạn tính được luôn là Từ từ. Chu kỳ là 1 giây đúng không? Tính được luôn là delta là 0 bằng 25 cm cái đã. Thấy chưa? Phải không nhỉ? Ấn lại cho chắc nhá. 2 pi nhân với căn của delta L là bao nhiêu nhỉ? Delta L chưa biết, trên gò là pi bình. Đấy, ship sâu bằng wow. Rồi đúng rồi, 25 cm, đúng không? Đầu tiên mình đã biết được delta là 0 bằng 25 cm rồi. Đó. Nào, bây giờ này, sau 2,5 giây kể từ lúc bắt đầu dao động, mình có ly độ x bằng âm 5 căn 2, được chưa? X bằng âm 5 căn 2 này. V thì bằng 10 pi căn 2. Đấy, V thì bằng 10 pi căn 2. Được chưa? Vật đi theo chiều âm đúng không? Vận tốc, tức là vận tốc nó phải âm đã. À đâu? Đúng rồi. Đi theo chiều âm thì vận tốc nó phải âm cái đã. Được chưa? Nào. Bây giờ từ đây mình sẽ tính được biên độ, có đúng không? Áp dụng công thức vuông pha là x trên a tất cả bình cộng với v trên a omega tất cả bình bằng 1. Được chưa? Đấy, v trên a omega tất cả bình bằng 1. Nào, từ đây suy ra a bằng bao nhiêu đây? Nào. Omega là bằng 2 pi đúng không? Mình có t bằng 1 thì omega bằng 2 pi. Nào, tính xem nào. X là 5 căn 2 nhỉ? 5 căn 2 này trên alpha x này bình cộng với 10 pi căn 2 đúng không nhỉ? Đúng rồi, trên 2 pi nhân alpha x tất cả bình bằng 1. Đó, nào xem biên độ bằng bao nhiêu. 5 đi, xem bằng bao nhiêu nhỉ? Wow, máy lại lag rồi. Hôm nay máy giải rất nhanh. Hôm nay nó ra luôn này các bạn này. Nó ra A bằng 10 luôn, đúng không? Biên độ bằng 10. Đó. Wow, từ từ. Nào, A bằng 10 rồi. Bây giờ nó lại cho là lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất, đúng không? Nào, lực đàn hồi lò xo nhỏ nhất tức là 6 bằng K nhân với delta L nhỏ nhất đã, delta L min cái đã. Đúng không? Được chưa? Đấy. Nào, bây giờ mình phải đi tìm cái delta L min này. Bây giờ mình dùng trục nhá. Dùng trục, được chưa? Để nhìn cho dễ. Đây là vị trí O, vị trí cân bằng. Được chưa? Delta L0 nó là 25. Đây, vị trí âm 25 nó ở đây.
Nó là vị trí tự nhiên, đúng không? Vị trí tự nhiên. Vì các bạn có biết tại sao âm 25 không? Vì các bạn lấy chiều dương ở đây, đúng không? Ở phần bên này của chiều dương thì nó có giá trị dương, còn phần ở dưới số 0 thì nó giá trị âm thôi, đúng không? Không có gì cả, nó chẳng ảnh hưởng gì cả. Biên độ là 10. Đấy, biên độ là 10. Âm 10. Đây là vị trí biên âm, đúng không? Biên dương thì là 10. Đấy, biên dương. Được chưa? Nào, bây giờ các bạn này, con lắc lò xo nó dao động từ vị trí 10 đến 10, âm 10 đúng không? Vậy thì cái delta L này này là khoảng cách so với vị trí tự nhiên ấy, nó ngắn nhất khi con lò xo lắc lò xo ở biên âm. Có đúng không? Khi con lắc lò xo nó ở biên âm. Vậy thì cái khoảng delta L min này nó chính là cái khoảng này. Nó là 15 cm. Được chưa? 15 cm. Đấy, bây giờ mình sẽ tính được K. Đấy, K bằng 6 chia cho 0,15. Đơn vị đổi ra mét nhá. Những cái delta L này đổi hết ra mét nhá. Được chưa? Nào. 6 chia 0,15 bằng 40, đúng không? K bằng 40. Đấy. Bây giờ mình đã tính được cái quan trọng đầu tiên là K bằng 40 rồi. Bây giờ nó bảo gì? Lực đàn hồi lò xo tác dụng vào vật lúc T bằng 0. Có đúng không? Bây giờ các bạn phải tìm được tại thời điểm T bằng 0 thì khoảng cách so với vị trí tự nhiên này này nó là bao nhiêu? Có đúng không? Đấy, được chưa? Để mình tính ra lực đàn hồi nhá. Nào, bây giờ thời điểm ban đầu. Nào, bây giờ mình dùng cái vòng tròn khác đi để mình xác định thời điểm ban đầu xem nó ở đâu. Nào, bây giờ mình có vòng tròn lượng giác này. Mình xác định bằng vòng tròn lượng giác, đúng không? Anh dạy các bạn rất là nhiều. Xác định thời điểm ban đầu, mình quay ngược lại cái vòng tròn lượng giác. Được chưa? Nào, thời điểm 2,5 giây thì nó có ly độ âm và vận tốc âm, đúng không? Vậy tức là nó đang ở đây. Đây, âm 10 này, vị trí âm 5 căn 2 nó sẽ ở đây, đúng không? Có phải 5 căn 2 không nhỉ? Từ. Ly độ âm 5 căn 2, đúng không? Đây, đây chính là vị trí âm 5 căn 2 mà và đi theo chiều âm có vận. À đâu, từ để xem lại nhá. Đi theo chiều âm. À, đi theo chiều âm thì nó phải là ở trên này các bạn ạ. Nhầm lẫn một chút, không sao, nhầm lẫn một chút nhưng không sao, được chưa? Đấy, tức là vector trạng thái ban đầu nó đang ở đây. Đấy, được chưa? Gióng sang có đúng vận tốc âm không? Quá chuẩn luôn rồi. Đúng không? Nào, ban đầu nó đang ở đây, đây là góc 45 độ. Đây là x tại thời điểm T bằng 2,5 giây nhá. Được chưa? Bây giờ các bạn phải tìm xem thời điểm T bằng 0 nó đang ở đâu, đúng không? Nào, mình có chu kỳ bằng 1 giây. Cái 2,5 giây này nó sẽ bằng 2,5T, đúng không? Tức là quay trên vòng tròn lượng giác, mình sẽ quay ngược lại như này. Đây, quay ngược lại như này. Được chưa? Để tìm thời điểm T bằng 0. Nào, quay một chu kỳ nó vẫn về vị trí này, đúng không? Quay tiếp một chu kỳ nữa nó vẫn về đây. Và mình còn 0,5 chu kỳ nữa thì quay mất 180 độ nữa nó về cái vị trí này. Được chưa? Đây là vị trí là 5 căn 2. Đó. Đây là vị trí 5 căn 2. Được chưa? Được chưa? Nào, bây giờ các bạn lại dùng trục. Lúc này nó đang ở vị trí 5 căn 2 là cái vị trí này, đúng không? 5 căn 2 này. Đúng chưa? Đấy, vị trí nó bấp bênh ở đây đó, đúng không? Lúc này mình phải so với vị trí tự nhiên, đúng không? Tức là nó là cả một cái đoạn dài này, từ đây đến đây. Được chưa? Đấy, từ đây đến đấy nó chính là đây, từ đây đến đây là 25 này cộng với 5 căn 2. Được chưa? Delta là 0 nó bằng 25 cộng với 5 căn 2. Được chưa? Đấy, nào, thay số và ấn thôi nhá. Nào, lực đàn hồi là 40 này, nhân với 20 cộng với 5 căn 2 này. Đổi, phải đổi đơn vị ra mét, có đúng không? Thì chia cho 100 đi. Ô. À, 25 chứ các bạn ạ. Phải là 25, nhầm. Bằng 12,82. Có đúng không? Đấy. Câu này khoanh đáp án là 12,8 Newton, được chưa? Ồ. Ô. Khá nhiều bạn làm được câu này nhỉ? Các bạn học hết rồi à? Các bạn học hết rồi à? Căng nhỉ? Căng nhỉ? Ờ,
Nào, câu 19 nào. Được chưa? Câu 18 ổn rồi đúng không? Ổn rồi đúng không? Giới thiệu về lực thôi nhá. Thực ra là lực nó sẽ có một chuyên đề riêng, được chưa? Một buổi riêng để anh dạy các bạn về lực. Đấy. Nào, câu số 19. Câu số 19. Câu số 19 làm nào đây? Câu này khó nhá. À, cũng không phải là khó mà các bạn sẽ dễ bị nhầm. Được chưa? Các bạn sẽ dễ bị nhầm. Đó. Câu 19 nào. Câu 19 nào các bạn ơi. Hai câu nữa thôi, đúng không? Câu 19 sẽ khó hơn cả câu 20 ấy. Được chưa? Đó, câu 19 khó hơn cả câu 20 cơ. Nào, câu số 19. Chiến câu số 19. Một con lắc lò xo khối lượng là 100g, đúng không? Mình có m bằng 0,1 kg, đã cứ đổi ra đơn vị chuẩn đã, được chưa? K thì bằng 25 N/m, đúng không? Đó. Từ đây các bạn tính được luôn cho anh omega bằng bao nhiêu. Cứ liên quan lò xo là phải tính omega đã. Căn K trên m, 25 chia 0,1 bằng 5 căn 10, đúng không? Đó, nó chính là 5 pi đấy, được chưa? Thường người ta cho pi bình bằng 10 để cho tính số cho đẹp ấy. Đấy không? Nào, tiếp nào, xử lý tiếp dữ kiện thứ hai. À, từ từ, mình phải tính được delta là 0 đã đúng không? Từ đây tính luôn delta là 0 bằng, nào, delta là 0 bằng bằng gì nhỉ? Đây, omega 5 pi này lại bằng căn của delta là 0 đặt là x này trên cho g là pi bình này. Ship sâu đúng không? Ship sâu 2 đi. Nó ra cái gì ấy? 0,4 đi. Omega bằng A. À, đến đoạn này bắt đầu lú rồi đấy. Phải là g trên delta là 0 đúng không? Thể nào cứ thấy sai sai. Wow. Đấy, delta là 0 bằng 4 cm cái đã, được chưa? Đó. Rồi, delta là 0 bằng 4. Nào, tiếp xử lý dữ kiện tiếp. Lúc này kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng của đoạn 2. Lúc này mình có ly độ bằng 2, đúng không? Ly độ bằng 2 đã. Vận tốc thì bằng 10 pi căn 3. Được chưa? Nhưng mà theo phương thẳng đứng này, chiều dương hướng lên đúng không? Tức là vận tốc dương. Đó. Từ đây mình sẽ có tính được A, đúng không? Từ đây cho x với v để tính biên độ rồi. Được chưa? X trên A tất cả bình này cộng với v trên A omega tất cả bình bằng 1. Đấy, nếu mà đến đây các bạn không biết thì các bạn hãy tự đặt câu hỏi, được chưa? Nó cho x với v để làm gì? Để tính A chứ còn để làm gì, đúng không? Hãy cố gắng đặt nhiều câu hỏi nhá trong lúc giải ấy, được chưa? Thì mình sẽ kiểu mình sẽ tự cái não mình bắt buộc mình phải suy nghĩ, được chưa nhỉ? Đấy, nó sẽ làm cho các bạn phải tìm tòi dần ra, rồi dần dần nó sẽ ra hết nhá. Nào, tiếp vào. Vậy thì từ đây mình sẽ suy ra A bằng, nào, tính A nhá. X bằng 2 này, A chưa biết này, cộng với V là mấy nhỉ? 10 pi căn 3 đúng không? 10 pi căn 3 chia cho x nhân với omega là 5 pi. Đó. Tất cả bình bằng 1. Từ đây ship sâu cái 5 đi. Wow, xem có ra không? 4 đúng không? Đấy, từ đây mình sẽ tính được biên độ bằng 4. Tức là delta là 0 bằng A. Wow. Một trường hợp đặc biệt, đúng không? Nào. Bây giờ nó hỏi này, xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vượt qua vị trí lò xo giãn 2 cm. Chưa? Bài này nó khác một chút nhé các bạn nhá. Những cái bài vừa nãy ấy, anh hay chọn trục chiều dương hướng xuống như này, có đúng không? Nhưng bài này nó cho luôn chiều dương nó hướng lên như thế này cơ. Nó sẽ khác ở nhau ở điểm gì? Đấy, nó sẽ khác nhau nhé các bạn nhá. Giải nó sẽ khác nhau đấy. Nào,
Bây giờ mình sẽ vẽ cái trục bình thường ra nhá. Đây. Đây là cái trục này. Vị trí không vẫn ở đây. Nhưng mà lúc này biên dương nhá, biên dương nó không nằm ở dưới này đâu. Được chưa? Đây không phải là biên dương đâu, mà biên dương nó nằm phải ở trên này cơ. Đây là vị trí biên dương, bởi vì nó đang ở chiều dương của trục OX mà, đúng không? Nó đang nằm ở phía dương của trục OX. Đây mới là biên dương, còn đây là biên âm. Được chưa? Trùng với vị trí là delta L, đúng không? Delta L là vị trí tự nhiên đấy. Được chưa? Đây chính là vị trí tự nhiên này. Tiếp. Vậy thì nó hỏi là xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến qua vị trí mà lò xo giãn 2 cm lần đầu, đúng không? Giãn hay nén lại so với vị trí tự nhiên là cái vị trí này. Tức là lúc này nó đang là giãn 2, nó nằm ở đây, dương 2. Được chưa? Đấy, dương 2 nó đang nằm ở đây. Nha. Nào. Vậy thì bây giờ mình phải xác định vị trí ban đầu đã. Được chưa? Mình sẽ dùng vòng tròn lượng giác. Vòng tròn lượng giác. Lúc này vòng tròn lượng giác nó sẽ thay đổi một chút này. Các bạn nhìn này. Vòng tròn lượng giác. Đây, vòng tròn lượng giác. Lúc này nó sẽ không hướng sang bên này nữa, cái biên dương, mà nó sẽ hướng như thế này. Đây là vị trí biên dương. Được chưa? Đây là vị trí biên dương. Đấy. Được chưa? Đây là vị trí không. Bây giờ mình phải xác định cái vị trí ban đầu. Có đúng không? Vị trí ban đầu kéo xuống dưới một đoạn là 2 cm, tức là lúc đầu nó đang có ly độ là 2 cm cái đã. Nhưng mà chưa biết nó ở trên hay ở dưới. Đúng không? Chưa biết cái vector của nó ở trên hay ở dưới. Được chưa nhỉ? Đấy, đây là vị trí 2 cm, biên độ 4 đúng không? Lấy luôn vị trí 4 nhá. Nào, bây giờ nó bảo là đi đến cái vị trí mà giãn 2 cm đúng không? Tức là cái vị trí này. Đây, đây chính là cái vị trí dương 2 giãn 2 cm. Đấy, anh vẽ từ cái trục này ra nhá. Đây, quay ngược lại này. Các bạn nhìn này, đúng không? Đấy, quay ngược lại nó thành như này. Đấy. Được chưa? Nào, bây giờ vector trên hay vector dưới này đây? Khó đấy nhá. Nào, vector trên hay vector ở dưới? Nhờ các bạn nhờ. Lúc này nó đang ở trên hay đang ở dưới? Comment cho anh nào. Để các bạn. Nào, đang ở trên hay đang ở dưới? Chắc chắn đang ở trên này. Có biết vì sao không? Các bạn có biết vì sao không? Vì vận tốc dương. Mà vận tốc dương thì vật phải đang đi theo chiều dương. Đúng không? Đúng không? Đúng không nhỉ? Đấy, vật vận tốc dương thì vật phải đang đi theo chiều dương, vật đang đi theo chiều dương, đang đi theo chiều dương. Chiều dương. Được chưa? Đấy, mà vector quay nó chỉ có một chiều này thôi. Vậy nên chắc chắn nó đang ở trên này thì nó mới đang đi theo chiều dương. Được chưa? Đấy, bài này nó lươn lẹo một chút các bạn ạ. Phải thật tỉnh nhá. Đi thi phải đọc kỹ chiều dương hướng lên hay hướng xuống. Được chưa? Đấy, tức là vector của vật đang ở trên này. Vậy thì từ đây đến cái vị trí 2 này nó dễ rồi, đây là 30. Vậy đây cũng là 30. Tổng thời gian nó chính là 60 độ, tổng góc quay là 60 độ, đúng không? Suy ra thời gian nó là t trên 6. Được chưa? Đấy, nó sẽ khó hơn đấy so với những bài mà chiều dương hướng xuống. Chiều dương hướng xuống thì mình giải quyết như những bài toán bình thường, nhưng mà chiều dương hướng lên thì nó khác đi một chút đấy. Được chưa? Nào, t bằng mấy nhỉ? T bằng bao nhiêu nhỉ? Từ từ. 2π chia 5π đúng không? 2π chia omega đấy, 0,4 chia 6. 1 phần 15 giây. Được chưa? Đấy, 1 phần 15 giây. Được chưa? Rồi. Câu này căng không? Câu 19 căng không? Căng như đúng không? Đấy. Đáp án đi. Rồi. Wow. Tiếp. Được chưa? Nào, câu cuối cùng nào các bạn. Comment nốt câu cuối cùng nào. Nào, câu cuối cùng này khoanh đáp án gì?
Được chưa? Đấy. Câu cuối cùng này chắc là dễ hơn rồi, đúng không? Đấy. Câu này nó không lằng nhằng như câu vừa nãy. Được chưa? Nào, câu số 20. Treo một vật vào lò xo thì nó giãn. À, câu 19 các bạn làm đúng hết này. Không có bạn nào sai này, đúng không? À, khá là kinh đấy, nhỉ? Kinh thật đấy, nhỉ? Wow. Câu 19, ông nào comment D này. Ông giỏi thật đấy nhỉ. Được, được, được. Khá là kinh, khá là kinh nhờ. Khá là kinh đấy. Nào, câu số 20. Câu số 20. Treo một vật vào lò xo thì nó giãn 4 cm. À, ok. Treo một vật lò xo giãn. Nào, bây giờ mình sẽ dùng trục. Đấy nhờ, dùng trục. Đấy, đây vị trí tự nhiên. Vị trí tự nhiên. Bây giờ giãn 4 cm đúng không? Vị trí cân bằng so với vị trí tự nhiên nó cách nhau 4 cm. Vị trí cân bằng. Ồ. Được chưa? Đấy, khoảng này nó là 4 cm. Nào, bây giờ này nó hỏi này, nâng vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo nén 4 cm nha. Nào, bây giờ bài này nó không cho chiều dương như nào đúng không? Mình cứ lấy chiều dương hướng xuống đi, cho nó đúng cái bài toán bình thường, được chưa? Đúng cái vòng tròn bình thường. Đấy chưa? Nào, nén 4 cm rồi thả nhẹ đúng không? Bây giờ nén 4 cm thì mình phải đưa nó lên cái vị trí này. Đấy chưa? Đây là vị trí biên âm. Để so với vị trí tự nhiên này, nó cách nhau 4 cm. Đấy chưa? 4 cm nữa. Đấy. Rồi thả nhẹ thì tức là biên độ là bằng khoảng cách từ cái vị trí đấy đến vị trí ô, có đúng không? Nó là 8 cm luôn. Đấy, A bằng 8 cm luôn đã. Rồi, xong cái bước đầu tiên. Xong cái bước đầu tiên đúng không? Nào, bây giờ nó bảo gì? Theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo này, hãy xác định thời điểm lần thứ 147 lò xo có chiều dài tự nhiên, đúng không? Lò xo có chiều dài tự nhiên ở vị trí tự nhiên. Cái vị trí này nó có ly độ là âm 4. Đây, âm 8 và 8. Dương A thì nó là 8, có đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ dùng trục. À, dùng gì nhỉ? Bài toán thời gian đúng không? Thì phải dùng vòng tròn lượng giác. Được chưa? Đấy, cách nhanh nhất là dùng vòng tròn lượng giác. Được chưa? Đây là vị trí ô này. Biên dương, biên âm này. Đấy. Nào, bây giờ nó hỏi là lò xo có chiều dài tự nhiên đúng không? Tức là đang ở cái vị trí âm 4 này. Tức là nó hỏi là lần thứ 147 lò xo có ly độ âm 4 là bao nhiêu đấy, đúng không? Chỉ thế thôi, đúng không? Đấy, âm 4. Được chưa? Được chưa? Nào, bây giờ ban đầu nó đang ở biên dương. Được chưa? Mình nâng đến vị trí này thì tức là ban đầu nó đang ở biên dương. Được chưa? Đây, thời điểm ban đầu nó đang ở đây. Đấy, các bạn tiếp bây giờ làm là vậy rồi đúng không? Một chu kỳ nó đi qua vị trí âm 4 là 2 lần. Đấy, âm 4 là 2 lần. 2 lần. Được chưa? Bây giờ mình phải tách 147 lần này ra. Được chưa? Bằng, nào, 147 chia cho 2, đúng không? Có nhiêu nhỉ? 73 này, trừ 2 nhân 73 bằng 1, đúng không? Nó là 2 nhân 73 cộng 1. Được chưa? Đấy, 2 nhân 73 lần này nó đã mất là 73 chu kỳ rồi, đúng không? Được chưa? Còn một lần cuối cùng nó sẽ mất khoảng thời gian là bao nhiêu, đúng không? Bây giờ mình phải đi tìm. Đấy, ban đầu nó ở đây, sau 73 chu kỳ nữa thì nó quay về vẫn vị trí này, có đúng không? Nó vẫn ở vị trí này. Bây giờ mình phải đi thêm một lần nữa, tức là nó đang ở vị trí này, nó quét đến đây để cho một vector âm 4 nữa. Được chưa? Mà góc này nó chính là 60 độ. Đấy, đổi ra chu kỳ nó chính là T trên 6. Được chưa? T coi như là 360 độ. Đấy. Nào, bây giờ tính em thời gian thôi. Đúng không? Nào. Chu kỳ là bao nhiêu nhỉ? Giãn 4 cm đúng không? Tức là delta là 0 bằng 4 cm. Delta là 0 bằng 4 cm. Mình làm cái này 1 tỷ lần rồi, suy ra luôn chu kỳ bằng 0,4 giây.
chưa? Đấy, các bạn phải suy được ra chu kỳ bằng 0,4 giây, số đẹp đúng không? 0,4 và 4. Đấy. Nào, tính nhá, 0,4 này nhân 73 này cộng với 0,4 chia 73 đúng không? Chia 73. À đâu? Chia 6 bằng 29,26 giây. Đúng không? Câu này là đáp án đáp án A. Đó. Câu 20 đáp án A. Đó, xong rồi đúng không? Nào xem nào. Ok. Ồ, Diễm Quỳnh 20A, Lê Lữ 20A, rồi Đăng Khoa 20A, Trung Hậu Hiếu Trần. Ồ, ok, các bạn lại làm đúng hết à? Ồ, hóa ra là những cái câu mà anh bảo các bạn sai chỉ có anh sai đúng không? Còn các bạn đúng hết. Kinh ấy nhỉ? Kinh ấy. À, chỉ có sai mỗi câu lý thuyết từ đầu buổi đến giờ là các bạn kinh ấy, đúng không? Tương lai có khả năng đạt được 9,25 cộng, 9 cộng rồi, đúng không? Tương lai có cơ hội được 9 cộng nếu mà các bạn cứ học cái này, được chưa? Nào, lịch tuần sau sẽ thay đổi một chút nhá, được chưa? Lịch tuần sau chúng ta sẽ thay đổi một chút, đó là chúng ta sẽ học vào buổi thứ hai và buổi thứ tư. Để buổi thứ 6, 7 và Chủ nhật, các bạn sẽ thi thử 3 môn là Lý, Anh và Toán. Được chưa nhỉ? Đấy, lịch sẽ thay đổi một chút. Thế nên tài liệu của buổi thứ 2 và buổi thứ 4 ngày mai sẽ đăng luôn cho các bạn nhé. Để các bạn làm trước luôn. Được chưa nhỉ? Đấy, nhớ làm trước đi nhé. Để cho nó dễ hiểu hơn đúng không? Mình phải đọc trước, mình nghiên cứu trước chứ đúng không? Đó. Thấy chưa? Rồi. Hôm nay thì chúng ta kết thúc ở đây nhá. Chưa nhỉ? Đấy. Buổi ngày hôm nay kết thúc ở đây. Được chưa? Ồ. Thấy chưa nhỉ? Các bạn có gì thắc mắc không nhỉ? Có gì muốn hỏi hay thắc mắc không nhỉ? Cứ comment luôn để anh đọc luôn. Đó. Ồ. Không thắc mắc gì à? Thôi nhá. Thôi nhá. Buổi học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhá. Được chưa? Đó. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai, thứ tư tuần sau lúc 21 giờ. Được chưa nhỉ? Lịch học là 21 giờ. Đó. Ok, chào tất cả các bạn nhá. Ôi ông đừng có chém nữa. Lụi à. Ồ, chào các bạn nhá. Bye bye, bye bye, bye bye.